đó, hôm nay ngày 8 tháng 3 mẹ rất là cảm ơn ba mẹ bất ngờ không? bất ngờ cảm ơn Châu Ngọc Linh, Châu Ngọc Tiên và Châu Bảo đã tặng quà bất ngờ cho mẹ. Mẹ rất là hạnh phúc và vui. Cũng cảm ơn ông xã Châu Thanh. Hai mẹ con đẹp quá nha, ngày 8 tháng 3 chúc cho vợ yêu, chúc cho con cái cưng luôn xinh đẹp và mãi mãi có những cái công việc tốt đẹp, cuộc sống luôn an vui hạnh phúc với gia đình, với chồng, với con. Đây tặng, nè đây nè, bây giờ mới tặng đây nè, bây giờ mình nhắc thì có liền đây nè, cầm cho tặng ly xì ba đây đó, bây giờ sẽ có một món quà lì xì nha, nhỏ thôi nè. Nó biết liền mà biết liền mà có thôi chứ ít nhiều gì cũng có, ít nhiều gì cũng có, đi nhìn hí hí nha, ít nhiều cũng có nhưng mà không có ít đâu. Ý, trời ơi, hai tờ 200 đô. Chúc quà cho vui thôi. Vui thôi cả nhà ơi, chúc. Trời ơi, quá. Rồi con gái đây, con gái. Chúc con gái luôn xinh đẹp nè. Dạ. Yeah. Hay được nhiều con trai yêu mến. Diễn quản cho con ba. Dạ. Chắc chắn rồi ba sẽ cho ba. Rồi. Rồi. Ba thương con đi. Rồi. Cảm ơn ngày quốc tế phụ nữ 8 tháng 3. Chúc cho mẹ luôn mạnh khỏe và hạnh phúc, và không chỉ là trong ngày 8 tháng 3 mà trong tất cả 365 ngày sẽ luôn đều hạnh phúc, mạnh khỏe, vui vẻ bên chồng yêu và các con yêu quý của mẹ. Ngày nào cũng là ngày 8 tháng 3, chúc tất cả các phụ nữ chúng ta ngày nào cũng là ngày 8 tháng 3 ngày hạnh phúc. Và chúc cho tất cả các bà, các mẹ, các cô, các dì, các chị ở khắp mọi nơi trên thế giới sẽ có ngày lễ quốc tế phụ nữ thật là hạnh phúc và ấm áp bên những người thân yêu nha. Con gái chúc nè, rồi bà xã cũng chúc, rồi Châu Thanh cũng xin gửi những lời chúc tốt đẹp đến tất cả những người phụ nữ ở Việt Nam mình và cả trên thế giới nha. Lúc nào cũng thật hạnh phúc, lúc nào cũng được sự thương yêu của chồng, của con, rồi tất cả sự tuyệt vời luôn đến với tất cả những người phụ nữ nha. Chào. Công ơn của mẹ già biết đông mấy sông cho đầy, công ơn dưỡng nuôi nhọc nhằn chẳng quản gì khuya sớm gian lao, cha mang tấm thân dài dầu đi tìm mồi nuôi lớn đàn con. Mẹ thì đêm ngày hao mòn sức khỏe, lúc con ôm gầy mẹ đau đớn hơn con. Ôi công của cha mẹ hiện biết bao giờ bao đáp ân sâu. Nay con khấn xin Phật trời cho cha mẹ sức khỏe bình suốt đời.